Vâng thưa quý vị và các bạn, xin được chuyển sang một thông tin khác. Giá lợn hơi ngày hôm nay, ngày 19 tháng 4 tiếp tục lập kỷ lục mới khi ở miền Bắc đã lên đến là 92.000 đến 93.000 đồng một kg, trong khi giá lợn hơi ở miền Nam dao động trong khoảng là 86.000 đến 88.000 đồng một kg. Tại miền Bắc, giá lợn hơi vẫn duy trì ở mức cao chót vót. Cụ thể, giá lợn tại Thái Bình đạt đỉnh 92 tới 93.000 đồng một kg. Tiếp đó tại Hà Nội, Hưng Yên, Vĩnh Phúc Bắc Giang, Ninh Bình và Tuyên Quang, giá lợn cũng đang ở mức 90 tới 91.000 đồng 1 kg. Mức giá 88.000 đồng 1 kg duy trì ở các địa phương Nam Định, Hà Nam, Thái Nguyên. Giá lợn hơi tại miền Nam vẫn duy trì đã tăng nhẹ. Cụ thể, giá lợn tại Bà Rịa Vũng Tàu, Cà Mau đạt 85.000 đồng 1 kg. Tại thủ phủ chăn nuôi lợn Đồng Nai, giá lợn hơi cao nhất đạt 86.000 đồng 1 kg. Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh cùng ở mức 80.000 đồng 1 kg. Nhằm bình ổn giá thịt lợn, từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 26 tháng 4, các siêu thị Bixi tại Hà Nội và phía Bắc lần đầu tiên triển khai chương trình tuần lễ thịt lợn nhập khẩu, với giá rẻ hơn tới 37% so với thịt trong nước cùng nhiều khuyến mãi. Cụ thể, thịt sườn giảm còn 119.000 đồng 1 kg, thịt ba chỉ giảm còn 149.000 đồng 1 kg, thịt sườn ướp giảm còn 139.000 đồng 1 kg. Thưa quý vị, thưa các bạn! dịch bệnh Covid-19 đã khiến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào thị trường Mỹ và EU đang gặp khó khăn. Số liệu Tổng cục Thống kê công bố cho thấy trong quý 1 của năm 2020, xuất khẩu của Việt Nam đạt 59,08 tỷ đô la Mỹ, chỉ tăng khoảng 0,5%, nhập khẩu đạt 56,26 tỷ đô la, giảm 1,9%. Trong quý 1 của năm 2020, Việt Nam đã xuất siêu đạt 2,8 tỷ đô la Mỹ, cùng kỳ so với năm 2019 xuất siêu đạt là 1,5 tỷ đô la Mỹ. Đây là một kết quả mà nhiều chuyên gia thương mại cho rằng là có thể chấp nhận được trong bối cảnh dịch COVID-19 đang tác động nặng nề. Tuy nhiên thì bước sang quý 2 của năm 2020 thì tình hình đã có những dấu hiệu ảm đạm hơn, nhất là việc xuất khẩu vào hai thị trường lớn đó chính là Mỹ và EU. Theo ông Bùi Trọng Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ Tổng cục Thống kê, hầu như các đơn hàng xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam vào hai thị trường này đang trong tình trạng bị tạm dừng. Dự kiến số lượng đơn hàng dệt may, thủy sản xuất khẩu vào Mỹ và EU trong tháng 4 và tháng 5 của các doanh nghiệp Việt Nam suy giảm mạnh. Các đơn hàng mới từ tháng 6 trở đi sẽ chưa được đàm phán và khả năng phục hồi rất chậm. Tình trạng tương tự cũng xảy ra đối với nhiều ngành khác như chế biến gỗ xuất khẩu, công nghiệp điện tử và khó khăn được dự báo là sẽ còn kéo dài do dịch COVID-19. Trong khi việc xuất khẩu sang thị trường Mỹ và EU thì đang gặp rất nhiều những khó khăn, thì việc chuyển hướng xuất khẩu các mặt hàng chủ lực sang các thị trường khác như là Ấn Độ, Hàn Quốc hay Nhật Bản cũng chẳng dễ dàng. Chịu nhiều tác động từ cạnh tranh ở các nước khác, đặc biệt là Trung Quốc do năng lực sản xuất rất lớn và hiện cơ bản sản xuất của Trung Quốc đã từng bước được phục hồi sau khi nước này đã kiềm chế được dịch COVID-19 lây lan. Vâng, và bên cạnh đó thì theo các chuyên gia kinh tế cũng cho biết thì là khả năng phục hồi xuất khẩu, tăng trưởng xuất khẩu được đặt vào sự kỳ vọng lớn trong việc Mỹ và EU có sớm khống chế được dịch bệnh Covid-19 hay không. Và các doanh nghiệp Việt Nam thì sẽ đẩy mạnh việc tận dụng cơ hội từ EVFTA với EU sẽ sớm được quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực trong năm 2020 này.